Phẩm 15. Minh Triết. 1. Phạm Chí Thiên Tài. Thuở xưa có một Phạm Chí là bậc thiên tài bẩm sinh, mới 20 tuổi mà bất cứ việc gì chỉ nhìn qua là hiểu rõ. Tự cho mình là người thông minh tài giỏi hơn người, Phạm Chí thề rằng: "Tất cả mọi kỹ thuật trong thiên hạ ta phải biết hết. Nếu có một ngày nào đó chưa thông thì ta không phải là bậc minh triết." Thế là Phạm Chí đi tìm học với các bậc danh sư khắp nơi, từ 6 nghề chính đến các nghề khác như thiên văn, địa lý, y thuật, trấn áp núi lở, động đất, cờ bạc, âm nhạc, cắt may, thêu thùa, nấu ăn, chế biến thực phẩm, nước uống. Tất cả mọi việc trong nhân gian Phạm Chí đều thông thạo. Phạm Chí lại nghĩ rằng: "Bậc trượng phu như ta thì ai có thể sánh được. Ta hãy chu du các nước, thu phục những thuyết khác để dương danh bốn biển, tài nghệ siêu phàm. Sau này sử sanh ghi công, lưu mãi muôn đời." Một hôm đến một đất nước nọ, khi vào chợ, Phạm Chí thấy một người đang ngồi làm chiếc cung bằng sừng, hai tay tách dây gân xử lý sừng nhanh thoăn thoắt, trong nháy mắt đã thành chiếc cung rất đẹp. Mọi người tranh nhau mua. Phạm Chí mới nghĩ rằng: "Sở học của ta từ nhỏ đến giờ tưởng đã đầy đủ, nên xem thường không học làm cung. Nếu làm cung chắc không bằng người này, ta phải theo học mới được." Thế là Phạm Chí bái người thợ cung làm thầy. Chỉ trong vòng một tháng chăm chỉ học hành, Phạm Chí thông hết cách làm cung, thậm chí còn tinh xảo hơn cả thầy mình. Anh dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Anh ta đi đến một nước nọ, lúc qua sông thấy một người chèo thuyền như bay, tất cả như động tác tiến lui lên xuống đều nhanh nhẹn khó ai bị. Phạm Chí tự nhủ: "Dù biết nhiều nghề nhưng ta chưa từng hiểu gì về thuyền. Tuy là nghề mọn mà mình chưa biết thì phải học cho tường tận." Thế là Phạm Chí liền đến người thợ thuyền xin làm học trò. Trong vòng một tháng, Phạm Chí hết lòng cung kính phụng sự và dốc sức học tập chăm chỉ, nên biết rõ mọi kỹ thuật điều khiển thuyền giỏi hơn cả thầy của mình. Anh ta cũng dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Anh ta lại đến một nước khác, thấy cung điện quốc vương uy nga tráng lệ, kiến trúc mỹ thuật rất hoàn hảo. Phạm Chí nghĩ rằng: "Thợ xây cung điện này tinh xảo đến thế, từ lúc âm thầm chu du đến nay ta đã gặp mà không học. Nếu thi tài với người thợ này ắt sẽ thất bại thôi. Ta phải tìm học cho thỏa tâm nguyện." Phạm Chí bèn tìm đến người thợ xây cung điện xin làm học trò. Trong vòng một tháng, Phạm Chí hết lòng phụng dưỡng thầy và chăm chỉ học tập, nên nắm hết quy cách thước tấc, vuông tròn, chạm trổ hoa văn, tất cả công nghệ về gỗ đều biết hết. Nhờ bẩm chất thiên tài thông thái nên kỹ năng của Phạm Chí giỏi hơn cả thầy. Anh ta cũng dâng phẩm vật tạ ơn thầy rồi từ giã ra đi. Từ đó, Phạm Chí đi khắp 16 nước lớn trong thiên hạ để thách đấu, nhưng không ai dám lên tiếng. Do đó, anh ta sinh ra ngạo mạn: "Trong thiên hạ này còn ai hơn ta được chứ?" Khi ấy, Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, từ xa thấy Phạm Chí này đáng quá độ, nên Ngài dùng thần thông biến thành một sa môn chống gậy ôm bát đi về phía Phạm Chí. Xưa nay Phạm Chí sống ở một đất nước không có đạo Phật nên chưa hề biết sa môn. Vì vậy vừa nhìn thấy sa môn, ông ta mới lấy làm lạ, thầm nghĩ: "Đây là người gì vậy?" Chờ ông ta đến sẽ hỏi. Chỉ chốc lát sa môn đi đến, Phạm Chí hỏi: "Theo phép tắc truyền thống của nhiều đời vua, tôi chưa thấy ai có hình tướng như ông, chưa thấy có kiểu áo quần như thế. Vật lạ trong tông miếu cũng chẳng thấy như cái ông đang ôm. Ông là người nào mà hình tướng y phục khác thường như vậy?" Sa môn đáp: "Tôi là người tự điều phục mình." "Thế nào là điều phục mình?" Khi ấy, sa môn nhân cơ hội muốn tìm hiểu của Phạm Chí liền nói bài kệ: "Thợ cung giỏi chuốt sừng, lái thuyền khéo chèo chống, thợ mộc biết khắc gỗ, người trí điều phục thân, thí như tảng đá lớn, gió không thể nào lay,
người trí giữ tâm ý, khen chê chẳng đổi thay. Thí như dưới vực sâu, nước lắng trong tĩnh lặng, người trí nghe đạo màu, lòng thanh tịnh hoan hỷ. Nói kệ xong, Sa môn nhất mình bay lên hư không, hiện lại thân Phật có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang chiếu rực cả đất trời. Từ hư không bước xuống, Đức Phật nói với Phạm Chí: đạo lực và sự biến hóa của ta có được chính là nhờ điều phục thân. Khi ấy Phạm Chí gieo năm dốc sát đất, cúi đầu thưa: xin Ngài hãy cho tôi biết bí quyết điều phục thân. Đức Phật dạy: năm giới, 10 thiện, 4 đẳng, 6 độ, 4 thiện, 3 giải thoát là cách điều phục thân hữu hiệu nhất. Còn 6 nghề hoặc thợ cung, lái thuyền, thợ mộc chỉ là những việc phù phiếm, hư danh, khiến cho thân tâm buông thả trong đường sanh tử mà thôi. Nghe Pháp xong, Phạm Chí vui mừng, tin hiểu và xin làm đệ tử. Đức Phật dạy: lành thay, tỳ kheo. Thế là râu tóc trên người Phạm Chí tự rụng, liền thành Sa môn. Đức Phật nói điều cốt yếu của giáo lý tứ đế, tám giải thoát cho tân Sa môn nghe. Nghe xong, Sa môn liền chứng quả A-la-hán. 2. Chuyện xưa, chuyện nay. Thuở xưa khi Đức Phật đang hoằng hóa tại nước Xá Vệ, thì cách kinh thành này 500 dặm, gần núi, có một ngôi làng khoảng 50-60 hộ gia đình sinh sống gian núi. Trong làng có một gia đình nghèo khó, người vợ mang thai song sinh. Sau 10 tháng sinh ra hai bé trai khôi ngô tuấn tú. Hai vợ chồng rất mực yêu quý hai đứa con này, nên đã đặt tên cho chúng là Song Đức và Song Phúc. Khoảng 2 tháng sau, một hôm người cha đi thả trâu rồi về nhà sớm nằm nghỉ trên giường. Người mẹ ra đồng hái rau chưa về. Hai đứa bé nhìn quanh khắp nhà không thấy cha mẹ nên tâm sự với nhau. Một đứa bé nói: đời trước lúc đang tọa thiền sắp đắc đạo, bỗng nhiên ta khởi một niềm ngu si, cho rằng sinh mạng là thường còn nên bị rơi vào sinh tử vô số kiếp. Nay mới được sinh làm con trong nhà nghèo khó này, ở nhà tranh, mặc áo vải, ăn uống kham khổ để nuôi thân. Thế này thì biết đến bao giờ mới đắc đạo? Tất cả đều do đời trước tham luyến sự giàu sang, buông thả thân tâm tìm khoái lạc trong chốc lát, từ đó đến nay phải chịu biết bao đau khổ. Ngay cả bây giờ đau buồn cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Đứa bé kia nói: còn tôi thì lúc đó còn trẻ con, tu hành chỉ siêng năng nhất thời thôi, không đến nơi đến chốn, không hết lòng tinh tấn, cho nên đã nhiều đời gặp khổ đau hoạn nạn. Đây là kết quả do mình gây ra, chứ chẳng phải cha mẹ, hãy cùng nhau gánh chịu, còn nói năng gì nữa. Nghe hai đứa con tự trách mình như thế, người cha lấy làm lạ, cho rằng chúng là ma quỷ đầu thai gây tai họa ngôi nhà này. Tại sao đứa bé mới sanh mấy mươi ngày mà lại biết nói như thế? E rằng sau này chúng nó sẽ giết cha mẹ, hại dòng tộc. Nhân lúc chúng đang còn nhỏ, mình nên giết đi cho xong. Nghĩ vậy, người cha kinh sợ đóng cửa đi ra đồng lấy củi về định thiêu chết con. Người vợ đi làm về thấy vậy hỏi chồng: ông chuẩn bị củi làm gì thế? Người chồng kể cho vợ nghe những lời của hai đứa trẻ rồi nói: thật quá kỳ lạ, chúng nói với nhau như thế đó. Có thể là ma quỷ gì đây, chắc chắn sau này sẽ phá hại cả dòng họ. Ngay lúc chúng còn nhỏ, tôi định thiêu chết chúng cho xong. Nghe chồng nói, người vợ kinh ngạc, do dự chưa tin, bảo chồng đợi thêm vài ngày để nghe lại lời nói của chúng rồi hẳn tính. Sáng hôm sau, hai vợ chồng giả vờ ra khỏi nhà rồi rình xem. Họ nghe hai đứa trẻ ở trong nhà cũng nói những lời tự trách. Cả hai vợ chồng đều lấy làm lạ, nên cùng chất củi định bí mật thiêu chết con mình. Khi ấy, Đức Phật dùng thiên nhãn thấy hai vợ chồng này có ý định thiêu chết hai đứa con của mình. Thương cho hai đứa trẻ này có phước đời trước đáng được quá độ, nên Đức Phật đến ngay ngôi làng kia, phóng hào quang chiếu sáng khắp nơi, đất trời rung chuyển, núi sông cây cối đều biến thành màu vàng rồng. Mọi người trong thôn đều kinh hãi, đến chỗ Đức Phật vui mừng đảnh lễ, vì họ biết Đức Phật là vị thần tối cao, ba cõi không ai sánh bằng. Đức Phật đến nhà của hai đứa trẻ song sinh kia, thấy hào quang của Ngài, hai đứa trẻ vui mừng vô cùng. Cả hai vợ chồng đều kinh ngạc,
mỗi người bồng một đứa con đến trước Đức Phật và thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hai đứa trẻ này mới sanh được khoảng 2 tháng mà đã nói những lời rất kỳ lạ, sợ chúng gây họa nên chúng con định thiêu chết chúng. Đúng lúc ngài đến đây nên con chưa kịp thiêu. Không biết hai đứa trẻ này là loại ma quỷ gì, cú xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Hơn nữa, tại sao khi thấy ngài, hai đứa trẻ lại vui mừng đến thế? Thế Tôn thấy hai đứa trẻ thì cười lớn, từ trong miệng phóng ra hào quang 5 màu chiếu khắp cả đất trời. Đức Phật nói với cha mẹ của hai đứa bé và mọi người trong làng: Hai đứa trẻ không phải ma quỷ, mà là những đứa con phước đức. Vào thời quá khứ, Đức Phật Ca Diếp, chúng từng làm sa môn. Thời đó, hai đứa trẻ là bạn, từ lúc còn rất nhỏ đều có chí nguyện xuất gia và tinh tấn tu học. Khi sắp đắc đạo, bỗng nhiên khởi tà ý, nên cả hai đều mất đạo lực, thích dinh qua trần thế. Nhờ phước báo mà từng được sanh thiên, nếu sanh vào cõi người cũng làm quốc vương, công hầu, trưởng giả. Bởi khi khởi tà tưởng này, cả hai đều bị thoái chuyển, không đạt được niết bàn và chìm đắm trong sanh tử. Nhờ nhân duyên mật thiết nên nhiều đời chúng sinh ra cùng nhau, đời này sanh đôi và được gặp ta ra đời. Nhờ công đức cúng dường Đức Phật trong quá khứ mà nay đáng được quá độ, tội hết phước sanh, tự biết đời trước của mình. Do vậy ta cố ý đến đây quá độ chúng, nếu ta không đến chắc chắn chúng sẽ bị lửa thiêu chết. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Đại nhân tánh vô dục, người sáng giữa trần gian, đối diện cảnh vui buồn trí mình rực rỡ thêm. Bậc hiền buông thế sự, đất nước vợ cùng con, thường giữ giới định huệ, chẳng ham chi sang giàu. Người trí biết uyển chuyển như cây sống trên cát, kết bạn chí chưa vững như dải trắng nhuộm màu. Lúc Đức Phật thuyết pháp, hai đứa trẻ nhìn Đức Phật liền vươn mình đứng dậy, lớn như trẻ 8 tuổi thành sa di và chứng quả a la hán. Tất cả người trong thôn thấy hào quang của Đức Phật và chứng kiến hai đứa trẻ biến đổi thân hình lớn nhanh, ai nấy đều rất hoan hỷ, đồng chứng quả Tu Đà Hoàn. Cha mẹ của hai đứa trẻ giải trừ được nghi ngờ, cũng được pháp nhãn. Phẩm 16 A La Hán. 1. Con đường tự do. Thuở xưa, đất nước Na Lê nằm bên bờ biển phía nam. Người dân trong nước sống bằng nghề tìm ngọc báu và lấy gỗ chiên đàn. Trong một gia đình nọ, cha mẹ đều đã mất, chỉ có 2 anh em, nhưng lại đòi phân chia tài sản để sống riêng. Trong nhà có một nô bộc tên Phân Na, tuổi nhỏ nhưng rất thông minh tài giỏi. Từ việc mua bán ngoài chợ cho đến ra biển kiếm sống, cậu đều giỏi giang. Vì thế, 2 anh em nọ đem tất cả tài sản trong nhà làm một phần, còn nô bộc Phân Na làm một phần, rồi rút thăm. Khi rút thăm, người em được Phân Na nên đành tay không dẫn vợ con ra khỏi nhà. Lúc ấy gặp thời buổi đói kém, dù được Phân Na tài giỏi nhưng cậu em sợ là chẳng nuôi sống được nhau nên rất lo buồn. Phân Na thấy vậy thưa với cậu chủ: Xin cậu chủ đừng buồn phiền, trong vòng 1 tháng tới Phân Na sẽ tìm cách giúp cậu chủ giàu có hơn anh cậu nữa. Người chủ nói: Nếu có thể làm được như thế, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Sau đó hai vợ chồng gom góp hết tư trang châu báu đưa cho Phân Na làm vốn. Khi thủy triều lên, người dân trong thành ra bờ biển nhặt củi. Phân Na mang tư trang ra ngoài thành, thấy một người ăn xin vác củi. Trong bó củi tỏa mùi hương gỗ ngưu đầu chiên đạt. Gỗ này có thể trị được bệnh nặng. Một lượng gỗ đáng giá 1000 lượng vàng, thật hiếm có ở thế gian. Biết được điều đó, Phân Na dùng 2 đồng tiền vàng mua số củi mang về chặt ra vài chục đoạn. Bấy giờ có một trưởng giả lâm trọng bệnh, đang cần 2 lượng hương ngưu đầu chiên đàn để hòa thuốc, nhưng tìm mãi không được. Phân Na hay tin, mang đến bán được 2000 lượng vàng. Cứ như thế bán hết số chiên đàn đó thì gia đình người em đã giàu hơn người anh gấp 10 lần. Cảm niệm ân của Phân Na, người em giữ lời hứa trả Phân Na trở về làm dân thường, tự do vui sống. Phân Na được trả tự do, cậu không làm dân thường mà từ biệt lên đường học đạo. Cậu tìm đến nước Xá Vệ, xin vào đảnh lễ Đức Phật rồi quỳ thưa:
Bạch Đức Thế Tôn, con vốn xuất thân từ giai cấp thấp hèn, nhưng con một lòng hướng đạo, cúi xin Ngài rủ lòng thương xót cứu độ con. Đức Phật bảo: lành thay, Phân Na. Thế là râu tóc Phân Na tự rụng, pháp y tự đắp trên thân, trở thành sa môn. Đức Phật giảng pháp, Phân Na liền chứng quả A-la-hán. Một hôm, Phân Na chợt suy nghĩ: nay mình được lục thông, tự tại giữa sinh tử, cũng là nhờ ơn của chủ. Mình nên trở về hóa độ cho mọi người trong nước. Nghĩ thế, Phân Na trở về quê cũ, đến thẳng nhà chủ nhân thuở xưa. Cậu chủ vui mừng mời ngồi và thiết trai cúng dường. Thọ trai, rửa tay xong, Phân Na bay lên không trung phân thân, nửa thân phun nước, nửa thân phun lửa, phát ánh sáng rực rỡ, rồi hạ xuống đất, nói với người chủ: hôm nay tôi có được quy lực thần thông như thế này đều là nhờ ân đức cậu chủ. Nhờ cậu trả tự do nên tôi mới có điều kiện đến Đức Phật tu học và đạt được kết quả này. Người chủ đáp: thưa thầy, Đức Phật có thần thông giáo hóa di diệu như thế, tôi cũng mong gặp Ngài để cúng dường và nghe pháp. Phân Na đáp: chỉ cần cậu chủ thành tâm thỉnh cầu và thiết cai cúng dường, Đức Phật là đấng tam đạt trí, nhất định Ngài đích thân đến. Nghe lời chỉ bảo, người chủ suốt đêm chuẩn bị thức ăn uống, rồi hướng về nước Xá Vệ đánh lễ, đốt hương thỉnh Phật, cúi xin Ngài quang lâm giáo hóa cho tất cả nhân dân. Biết được ý nghĩ của họ, Đức Phật cùng với 500 vị A-la-hán dùng thần thông bay đến gia đình kia. Quốc vương và nhân dân vô cùng kính ngưỡng, đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi qua một bên. Sau khi thọ thực rửa tay xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua, quan, chủ nhà cùng nhân dân. Nghe pháp xong, mọi người đều xin thọ năm giới làm đệ tử Đức Thế Tôn. Sau đó, họ đứng lên khen ngợi Phân Na: thầy là người khi ở nhà thì siêng năng làm việc, khi xuất gia thì tinh tấn tu tập đắc đạo, đức độ cao vời, nước nhà được nhờ. Chúng tôi biết làm thế nào để báo đáp ân đức thầy đây. Khi ấy Đức Thế Tôn cũng nói kệ khen ngợi Phân Na: tâm thường trong chánh niệm, ngôn hành chốn tịch không, theo đường chánh giải thoát, rỗng lặng về tịch diệt, bỏ dục không đắm trước, tam giới nào ngăn trở. Vọng niệm trừ đã dứt, gọi là bậc thượng nhân, sớm làng hay đồng vắng, bình nguyên chốn núi cao, bậc la hán đến đâu dân chúng đều được độ. Người trí thích tĩnh lặng, phàm phu mãi lăng xăng, hạnh phúc thay vô dục, không ước vọng cầu mong. Đức Phật nói kệ xong, chủ nhà và nhà vua càng thêm hoan hỷ, thỉnh Ngài ở lại cúng dường suốt 7 ngày. Sau đó cả hai đều chứng quả Tu Đà Hoàn. Phẩm 17: muôn ngàn phép thuật. 1. Người ngu chứng đạo. Thuở xưa, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ. Trong hàng đệ tử Phật có một thầy tỳ kheo lớn tuổi tên Bàn Đặc mới xuất gia, bẩm tánh chậm lục. Đức Phật sai 500 vị A-la-hán luân phiên dạy dỗ thầy mỗi ngày. Vậy mà suốt 3 năm, thầy cũng không thuộc nổi một bài kệ. Cả nước ai cũng biết thầy là người tối già. Đức Phật thương xót, gọi thầy đến dạy cho bài kệ: giữ miệng tâm thuần thiện, thân không phạm lỗi lầm, ai làm được như thế thoát ngoài dòng tử sanh. Bàn Đặc cảm ơn từ bi của Đức Phật nên rất vui mừng, tâm trí sáng tỏ, đọc thuộc bài kệ ấy. Đức Phật dạy: này Bàn Đặc, thầy đã lớn tuổi nhưng chỉ thuộc được một bài kệ mà mọi người bình thường đều biết, chẳng có gì kỳ đặc cả. Như Lai sẽ giảng cho thầy nghe ý nghĩa của bài kệ này, hãy nhất tâm lắng nghe. Bàn Đặc vâng lời, chí thành nghe giảng. Đức Phật giảng về nguyên nhân thân, miệng, ý tạo 10 nghiệp, dạy thầy quán chiếu sự sinh khởi và hoại diệt của chúng. Chúng sanh trôi lăn mãi trong 3 cõi 6 đường, sanh thiên, đọa lạc hay đắc đạo, chứng niết bàn đều do 3 nghiệp này. Cứ thế, Đức Phật chỉ dạy vô lượng pháp di diệu cho Bàn Đặc. Nghe Đức Phật dạy, Bàn Đặc quát nhiên khai ngộ, liền chứng quả A-la-hán. Khi ấy, trong tăng đoàn có 500 vị tỳ kheo ni ở một tinh xá riêng. Mỗi ngày Đức Phật bảo một vị tỳ kheo đến đó thuyết pháp cho họ. Ngày mai đã đến lượt Bàn Đặc. Các vị tỳ kheo ni biết tin này đều cười nhạo, nói với nhau:
Ngày mai thầy bạn đặt đến, chúng ta sẽ nói ngược bài kệ của thầy để thầy xấu hổ, không nói được lời nào. Sáng hôm sau, bạn đặt đến tinh xá Tỳ Kheo Ni. Tất cả các cô đều ra làm lễ, nhìn nhau cười khúc khích, thỉnh ngài ngồi, dọn thức ăn cúng dường. Sau khi bạn đặt thọ trai, rửa tay xong, các cô thỉnh thầy thuyết pháp. Bạn đặt lên pháp tòa, khiêm tốn nói rằng: Tôi là kẻ phước mỏng kém tài, mới làm sa môn lại ngu si, sở học kém cỏi, chỉ biết qua loa ý nghĩa của một bài kệ, này sẽ trình bày với các vị, xin hãy lắng nghe. Các tỳ kheo ni trẻ tuổi định nói ngược lại bài kệ, nhưng miệng không mở ra được nên sợ hãi, hối hận cúi đầu sám hối. Bạn đặt điền theo như lời Phật dạy, trình bày cặn kẽ về các pháp cội nguồn thân tâm, tội phước trong ngoài, sanh thiên, đắc đạo, ngưng thận, đoạn tưởng, nhập định. Khi ấy, các tỳ kheo ni nghe giảng vô cùng kinh ngạc, nhất tâm hoan hỷ nên đều chứng quả A-la-hán. Ngày hôm sau, vua Bát Thứ Nặc tỉnh Đức Phật cùng chúng tăng vào cung cúng dường. Muốn cho mọi người biết quy thần của Bàn Đặt, Đức Phật đưa bát của ngài cho thầy mang đi theo sau. Người giữ cửa nhận ra thầy giữ lại không cho vào và nói: Ông làm sao môn mà một bài kệ học không xong, làm sao nhận được sự cúng dường? Tôi là người thế tục còn biết bài kệ đó, huống gì ông là sa môn lại không có trí tuệ, cúng dường cho ông cũng không có lợi ích gì, cho nên ông không cần phải vào. Bạn đặt đành đứng bên ngoài. Đức Phật ngồi trên đại điện rửa tay. Bạn đặt từ bên ngoài duỗi tay dài ra đưa bát vào tận trong cung cho Đức Phật. Vua, quần thần, phu nhân, thái tử và tứ chúng thấy cánh tay đưa vào mà không thấy người đâu, nên kinh ngạc thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, đó là tay của ai? Đức Phật đáp: Đó là cánh tay của tỳ kheo Bàn Đặt, thầy vừa đắc đạo mấy ngày gần đây. Lúc nãy Như Lai trao bát cho thầy ấy, xong người gác cửa lại không cho vào, nên thầy phải duỗi cánh tay dài ra để trao bát cho Như Lai. Nghe Đức Phật nói vậy, nhà vua dội cho thỉnh Bàn Đặt vào. Bàn Đặt đi vào, quy thần hiển hiện khác thường. Nhà vua thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe đồn tỳ kheo Bàn Đặt bản tánh ngu muội, mới biết được một bài kệ, do đâu mà được đắc đạo? Đức Phật dạy: Đâu cần phải học nhiều, quan trọng ở chỗ thực hành. Bàn Đặt đã hiểu nghĩa một bài kệ, rõ lý tỏ ngộ, thân, miệng và ý thanh tịnh như vàng rồng cõi trời. Tỳ kheo học nhiều, không hiểu nghĩa lý, không thực hành, chỉ lao tâm nhọc trí, đâu có lợi ích gì. Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Dù tụng trăm ngàn chương, không thấu đạt nghĩa lý, không bằng một bài hay, nghe rồi bỏ điều ác. Dẫu tụng muôn ngàn lời, không hiểu lợi ích gì, không bằng chỉ một nghĩa, nghe thực hành được độ. Dẫu tụng nhiều kinh điển, không hiểu ích lợi gì, chỉ rõ một câu pháp, thực hành sẽ đắc đạo. Đức Phật nói kệ xong, có 300 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Vua, quần thần, phu nhân và thái tử đều rất hoan hỷ. 2. Cúng dường như pháp. Thuở xưa, Đức Phật ở tại tinh xá Đức Xá Vệ thuyết pháp cho hàng trời người. Bấy giờ trong nước có trưởng giả Bà La Môn Lam Đạt, giàu có vô cùng, của cải nhiều không đếm xuể. Ông ta tu theo pháp Phạm Chí, lập đàn cúng tế rất lớn để phô trương danh tiếng của mình. Ông dốc hết gia tài mở hội đại thí cúng dường hơn 5.000 vị Bà La Môn. Trong suốt 5 năm cung cấp các thứ y phục, giường nệm, thuốc men, của cải châu báu và dụng cụ cúng tế tùy theo ý thích của họ. Suốt 5 năm đó, các Phạm Chí này thường cúng tế đầy đủ các vị trời, các vị thần tứ sơn, ngũ nhạc, tinh tú, nước, lửa để cầu nguyện cho trưởng giả Lam Đạt phước thọ miên trường. Thời hạn cúng dường gần xong, ngày cuối cùng trưởng giả mở hội bố thí lớn đúng theo cách thức của một trưởng giả, nào là bát vàng đựng thóc bạc, bát bạc đựng thóc vàng, voi ngựa xe cộ, nô tỳ, của cải, đồ trang sức bằng bảy báo, lộng dù, giày dép, áo da nai, tích trượng, ghế ngồi, thao chậu rửa tay chân, giường chiếu, bố thí tất cả các đồ cần dùng. Tổng cộng gồm có 8 vàng 4.000 loại. Hôm ấy tất cả mọi người đều tập trung đến lễ hội,
Quý thần, quốc dương, đại thần, phạm chí, hàng quý tộc, hàng hàng lớp lớp, ai nấy đều hân hoan lũ lượt tìm đến đại hội bố thí này. Riêng Đức Phật thấy vậy thì than rằng: Phạm chí quý tộc này sao lại ngu si đến thế? Bố thí thật nhiều mà phước báo chẳng được bao nhiêu. Như gieo hạt giống trong lửa thì làm sao gặt hái được quả trái? Nếu ta không giáo hóa thì ông ấy mãi mãi ở trong đêm dài tăm tối, không bao giờ gặp được chánh pháp. Thế là Đức Thế Tôn sửa sang y phục, dẫn thần lực từ đất bay lên, phóng ánh sáng chiếu khắp chúng hội. Thấy cảnh tượng hy hữu này, mọi người đều kinh hãi bàng hoàng, không biết là vị thần nào. Trưởng giả Lam Đạt và cả chúng hội đảnh lại Đức Phật. Nhận thấy mọi người đều có tâm cung kính, Thế Tôn nói bài kệ: Bỏ nghìn vàng cúng tế, suốt đời chẳng được chi, không bằng trong khoảnh khắc nhất tâm nghĩ chánh pháp, tạo phước trong một niệm hơn một đời cúng tế. Dẫu cho đến trăm năm chuyên kính thờ thần lửa, không bằng trong khoảnh khắc biết cúng dường Tam Bảo, phước một lần cúng dường hơn cả trăm năm kia. Đức Phật bảo Lam Đạt: Có bốn trường hợp bố thí. Bố thí nhiều được phước báo ít, bố thí ít được phước báo nhiều, bố thí nhiều được phước báo nhiều, bố thí ít được phước báo ít. Bố thí nhiều được phước báo ít, như hạng người ngu si giết hại sinh vật, cúng tế quỷ thần, uống rượu, ca hát, phá hoại tài sản thì không có phước và trí huệ. Bố thí ít được phước báo ít, bố thí cho hạng đạo sĩ phàm phu với tâm tham lam keo kiệt, ác ý, vì người thí và kẻ nhận đều ngu si nên không có phước báo. Bố thí ít được phước nhiều, kính thờ người có đạo đức với tâm từ bi, các đạo sĩ thọ nhận xong tinh tấn tu học, sự bố thí này tuy ít nhưng phước báo rất nhiều. Bố thí nhiều được phước báo nhiều, nếu có vị hiền giả nào nhận thức được cuộc đời là vô thường, phát tâm thiện đem của cải xây dựng chùa tháp, tinh xá, công viên, đem các vật cần dùng như y phục, giày dép, giường chiếu, thức ăn uống cúng dường, phước báo cúng dường ấy như nước năm sông chảy ra biển cả, dòng phước báo như thế tuôn chảy đời đời không cạn. Đó là bố thí nhiều, phước ngày thêm nhiều. Giống như đất nhà nông có tốt có xấu khác nhau thì thu hoạch kết quả cũng khác nhau. Khi ấy mọi người có mặt trong nhà trưởng giả Lam Đạt thấy Đức Phật biến hóa và nghe được những bài pháp của Ngài, họ rất hoan hỷ. Tất cả trời, người và quỷ thần chứng quả Tu Đà Hoàn, 5.000 phạm chí đều xin làm sa môn và chứng quả A-la-hán. Chủ nhà Lam Đạt và mọi người trong nhà đều thọ năm giới và ngộ đạo. Quốc dương, đại thần đều thọ tam quy, làm ưu bà tắc, chứng được pháp nhãn. 3. Cúng tế thêm tai họa. Thở xưa, Đức Phật đang cư trú tại một tinh xá để giáo hóa dân chúng nước Xá Vệ. Khi ấy, ở nước La Duyệt Kỳ có một kẻ cuồng si hung ác, bất hiếu với cha mẹ, khinh thường người hiền, không cung kính bậc trưởng thượng, nên sự nghiệp suy sụp, thường không như ý. Thế là ông ta chuyển hướng theo đạo thờ lửa để cầu phước báo. Phương pháp thờ lửa là mỗi khi mặt trời sắp lặn, đốt một đống lửa thật lớn, rồi quỳ lại đống lửa đó cho đến nửa đêm, khi nào lửa tắt mới thôi. Thực hành như thế suốt 3 năm mà chẳng có chút phước đức gì. Ông ta lại quay sang thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp thờ mặt trời, mặt trăng là hướng về mặt trời, mặt trăng đảnh lễ từ khi mặt trời mọc cho đến lúc lặn. Cứ như vậy suốt 3 năm trời mà vẫn không có chút phước báo nào. Ông ta lại chuyển qua thờ trời, hàng ngày đốt hương lễ bái, dâng cúng hương hoa thơm, rượu ngon, thịt heo, dê, bò, đến nỗi gia cảnh nghèo túng mà vẫn không được chút phước báo nào. Suốt một thời gian vất vả với việc thờ cúng nên thân thể ông tiều tụy, rồi bệnh tật nằm lây lất trong nhà. Nghe nói ở nước Xá Vệ của Đức Phật mà ngay cả chư thiên cũng phải cung kính, đến đó quy kính Ngài thì chắc chắn sẽ được phước báo. Thế là ông ta tìm đến gặp Đức Phật. Vừa vào cửa tinh xá, trông thấy thân tướng Thế Tôn tỏa ánh hào quang rực rỡ, dung nhan lạ thường như mặt trăng giữa nghìn sao. Ông ta rất vui mừng, cúi đầu đảnh lễ, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, con sống trong bóng đêm ngu si, không biết Tam Bảo, chỉ lo thờ lửa, thờ mặt trời,
mặt trăng, chư thiên và quỷ thần. Suốt 9 năm chuyên cần làm những chuyện không đâu, chẳng có chút phước báo nào cả. Ngược lại, thân xác tiều tụy, khí lực suy kiệt, thân thể rã rời, chẳng biết chết lúc nào. Vì kính phục Đức Thế Tôn là vị thầy độ người, cho nên từ xa con tìm đến quy y, xin Ngài ban cho phước lành. Đức Phật dạy: những gì ông thờ từ trước tới giờ chỉ là yêu tà quỷ quái, vì thế bỏ công bỏ của cúng tế nhiều như núi thì tội lỗi cũng đầy ắp như sông biển. Sát sanh để cầu phước thì phước càng xa. Dẫu cho trải qua trăm kiếp khổ nhọc giết hại các loài heo dê khắp trong thiên hạ để cúng tế, thì chỉ chuốc lấy tội lỗi như núi Tu Di, chút phước như hạt cải cũng không có. Như thế chỉ tự hủy hoại mình, không phải là mê muội lắm sao? Hơn nữa, ông làm người mà bất hiếu với cha mẹ, khinh thường bậc hiền thiện, không kính bậc trưởng thượng, cống cao ngã mạn, tham sân si đầy dẫy, tội lỗi ngày càng sâu dày, thì làm sao được phước? Nếu ông có thể ăn năn sửa đổi tâm tánh, kính lễ bậc hiền thiện, giữ oai nghi lễ tiết, cung phụng bậc trưởng thượng, bỏ ác tinh thiện, sửa mình tu nhân, thì bốn phước báo ngày càng tăng, đời đời không hoạn nạn. Bốn phước báo ấy là nhan sắc đoan chính, khí lực sung mãn, ăn ổn không bệnh, sống lâu mà không gặp chuyện oan uổng. Nếu siêng năng thực hành thì cũng có thể đắc đạo. Thế rồi Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: cúng quỷ thần cầu phước, xét quả báo mai sau. Bốn phần chưa được một, không bằng lễ hiện giả, giữ phép tắc oai nghi, thương kính bậc trưởng thượng, bốn phước tự nhiên tăng, sống lâu và an lành. Nghe Đức Phật nói kệ xong, người ấy hoan hỷ tin hiểu, cúi đầu đảnh lễ rồi thưa: tội lỗi che lấp con suốt 9 năm trời, may mắn nhờ Thế Tôn giáo hóa mà tâm ý con được tỏ ngộ, cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm sa môn. Đức Phật bảo: thiện lai tỳ kheo. Ngay lúc ấy, râu tóc của vị ấy tự rụng liền thành sa môn, nỗ lực thiền định cuối cùng đắc quả A-la-hán.